chị Kimber, mến chào tất cả các em. Các em ơi, hôm nay chị Kimber sẽ cùng với các em chúng ta sẽ tiếp tục làm squishy giấy nha. Và hôm nay chúng ta sẽ không có làm những cái squishy giấy tí hon nữa, mà chúng ta sẽ làm squishy giấy khổng lồ luôn, rất là to, rất là dễ thương luôn nè các em. Các em ơi, những phần thưởng kỳ này đó chính là Slam Kit đến từ Kimber Shop và squishy đến từ Gearbest. Những squishy này thì đến từ Gearbest, và đó cũng là lý do mà chúng ta nhấp vào những đường link nha các em. Chị Kimber không biết có nói với các em chưa, mà khi mà chúng ta đăng ký tài khoản Gearbest thì chúng ta sẽ không có cần phải trả tiền gì cả, và khi mà trúng thưởng thì các em sẽ trúng được Slam Kit, và trong đó chúng ta còn trúng được nhiều quà hơn. Chúng ta có thể trúng được bánh kẹo từ Kimber Shop nè, squishy từ Gearbest, nói tóm lại là rất là nhiều so với chúng ta chỉ nhấp link thôi nha các em. Có rất là nhiều bạn hỏi chị Kimber đăng ký tài khoản Gearbest như thế nào, thì chị Kimber có để link ở trong phần bình luận, nhưng mà cuối cái video này chị Kimber sẽ hướng dẫn cho các em cách bấm link và cách đăng ký tài khoản Gearbest luôn nha. Tại vì những bạn đó chưa có tham gia lần nào cho nên không có biết, cho nên chị Kimber sẽ để ở cuối cái video này. Các em xem hết cái video này thì sẽ thấy cách đăng ký tài khoản Gearbest nha. Ok các em, chị Kimber không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm squishy giấy rất là dễ thương này thôi. Let's go. Để làm squishy giấy thì tất nhiên là chúng ta cần phải có giấy rồi nè, phải không các em? Đầu tiên là chị Kimber sẽ sử dụng hai miếng giấy trắng như thế này nha. Và bây giờ chị Kimber sẽ vẽ một cái vòng tròn. Để vẽ cho nó tròn thì chị Kimber sẽ lấy một cái dĩa như thế này, và chị Kimber sẽ đo theo. Những em nào mà đã xem chị Kimber hướng dẫn làm squishy giấy tí hon rồi thì chắc là các em đã biết cách làm rồi. Còn những em nào mà chưa biết thì hôm nay chị Kimber sẽ hướng dẫn cho các em nha. Còn những em nào mà đã biết rồi thì chủ yếu là chị Kimber sẽ hướng dẫn cho các em cách vẽ bé cừu rất là dễ thương. Các em ơi, chúng ta cần có hai vòng tròn nha. Đây, cái cây viết chì của chị Kimber đã bị bé Kem cắn rồi. Rồi, chị Kimber vẽ thêm một cái nữa này các em. Nếu mà các em muốn vẽ hai mặt luôn thì cũng được, còn chị Kimber thì chỉ vẽ một mặt trên thôi. Bây giờ chị Kimber sẽ hướng dẫn cho các em vẽ nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ hai cái sừng. Hai cái sừng rất là dễ vẽ luôn. Tiếp theo là chị Kimber sẽ vẽ cái nơ. Đó, cái nơ vẽ như thế này nha các em. Chị Kimber vẽ dễ cho các em vẽ theo ha. Nếu mà các em có làm thì các em nhớ đăng lên trên Facebook của chị Kimber để chị Kimber và những bạn khác cùng xem ha. Rồi, bây giờ chị Kimber sẽ vẽ mặt cho bé cừu nè. Chúng ta chỉ cần vẽ những cái đường gợn sóng như thế này. Vẽ nó hơi vuông vuông á các em. Đó, rất là đơn giản luôn. Rồi, đây là cái miệng nha. Tiếp theo là hai con mắt. Hai con mắt thì chị Kimber sẽ vẽ tròng mắt để cho nó long lanh. Chúng ta sẽ vẽ một cái to và hai cái nhỏ nha. Rồi, lông mi nữa. Tiếp đến là hai cái tay. Hai cái tay rất là nhỏ luôn các em. Bé cừu này lông rất là xù. Và chị Kimber sẽ sử dụng một cái vật gì đó tròn để cho chúng ta vẽ cái cây kẹo lollipop nè. Rồi, tiếp theo là chị Kimber sẽ vẽ hai cái chân. Vậy là chúng ta đã vẽ xong rồi đó các em. Bây giờ chúng ta chỉ cần vẽ những cái đường gợn sóng như thế này thôi là lông cừu đấy các em. Wow, bé cừu có rất là nhiều lông luôn, nhìn rất là mập mạp dễ thương ha. Đó, các em thấy chưa, vẽ rất là đơn giản. Và bây giờ thì chị Kimber sẽ tô màu nha. Chị Kimber sẽ tô cái màu thật là nhạt này, tô khuôn mặt đó các em, cái da đó. Rồi, chị Kimber sẽ tô luôn hai cái sừng, hai cái tay và hai cái chân. Rồi, bây giờ chị Kimber sẽ tô cái nơ nè. Các em muốn tô bằng gì cũng được nha. Đó, các em thấy coi vậy nhưng mà rất là dễ vẽ luôn phải không nè. Rồi, chị Kimber sẽ tô cho bé cừu này màu hồng.
chị Kemper sẽ tô những cái đường gợn sóng lông cừu bằng một cái màu khác nha. Rồi bây giờ thì chị Kemper sẽ tô màu cho cái cây kẹo mút lollipop này màu vàng ha. Rồi bây giờ chị Kemper sẽ vẽ viền cái tay, cái chân, cái sừng nữa. Và chị Kemper sẽ tô hai con mắt. Rồi chị Kemper chấm cho cái nơi này nó đẹp ha. Đánh hai cái má hồng nữa là chúng ta đã xong rồi đó các em. Đó, rất là dễ thương và siêu đơn giản luôn. Đây, miếng giấy nó in qua bên này nè các em. Chị Kemper phải lót, nếu không thì cái bàn của chị Kemper sẽ bị dơ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cắt nha. Khi mà cắt thì các em nhớ để cái miếng giấy mà có cái vòng tròn hồi nãy đó, cái phía sau á các em. Các em để chồng lên. Khi mà chúng ta cắt thì chúng ta sẽ có được hai miếng. Đó, chị Kemper để chồng lên như thế này. Và chị Kemper sẽ bắt đầu cắt nha. Những em nào mà chưa xem chị Kemper hướng dẫn làm những cái squishy giấy tí hon thì các em nhớ vào trong channel của chị Kemper để xem nha. Những cái đó thì rất là nhỏ và rất là đáng yêu luôn. Các em không có cần phải cắt chính xác lắm đâu các em. Rồi, xong rồi, bây giờ thì chị Kemper sẽ bắt đầu dán keo nha. Các em ơi, nếu mà các em muốn dán keo lên hết bề mặt luôn á thì các em có thể dán, còn nếu không thì không sao nha. Chị Kemper sẽ dán lên, tại vì khi mà dán lên thì squishy của chúng ta không có bị thấm nước nè. Và nó sẽ rất là bóng, nhìn rất là đẹp luôn á các em. Rồi bây giờ chị Kemper bắt đầu dán nha. Đây, chị Kemper sẽ dán như thế này. Các em nhìn và các em sẽ hiểu thôi, rất là đơn giản. Chị Kemper sẽ dán từ trên xuống dưới luôn. Nếu mà các em muốn chị Kemper hướng dẫn làm hình gì khác nữa thì các em nhớ để dưới bình luận cho chị Kemper biết nha. Ok em ơi, và ngày hôm qua thì chị Kemper có đăng video ở bên channel Mật Danh SCP. Những em nào mà chưa xem và muốn xem thì hãy vào xem nha. Tại vì có những bạn rất là sợ những cái câu chuyện đó cho nên chị Kemper không có đăng ở bên đây. Rồi bây giờ chị Kemper sẽ cắt những cái phần dư ra như thế này. Dễ thương không các em? Rất là đáng yêu luôn. Rồi tiếp theo là chị Kemper sẽ tìm những cái lỗ như thế này. Chị Kemper sẽ tìm lỗ to nhất để mà nhét cái phần nhân ở bên trong. Giống như cái bánh vậy đó các em. Rồi đây là bông gòn nè. Giống như đám mây quá các em ha. Rồi chị Kemper sẽ nhét vào nha. Các em có thể sử dụng bông mút lao bảng cũng được. Bông mút lao bảng thì nó rất là chậm tăng luôn á các em. Cái bông mút lao bảng thì các em chỉ cần cắt vòng tròn thôi là xong rồi. Còn nếu mà các em muốn làm to mà sử dụng bông mút lao bảng đó thì các em dán những cái bông mút lao bảng lại và cắt ra. Nếu mà kỳ sau có thể thì chị Kemper sẽ làm bằng bông mút lao bảng ha. Nhưng mà chị Kemper có làm ở trong channel của chị Kemper rồi, nhưng mà làm squishy tí hon. Các em nào muốn xem, muốn tham khảo thì hãy vào trong channel của chị Kemper để xem nha. Rồi bây giờ thì chị Kemper dán xung quanh như thế này nè. Khi mà các em dán tới phần mà nó hơi khó đó thì các em dùng kéo để cắt thành từng miếng nhỏ nhỏ như thế này và dán vào thì nó sẽ rất là dễ. Rồi chị Kemper sẽ dán hết xung quanh luôn. Chị Kemper thấy làm những cái squishy này thì rất là dễ thương cho nên chị Kemper rất là thích. Không phải cắt nhiều. Nó rất là đơn giản á các em.
mà chúng ta muốn làm hình gì cũng được hết. Rồi, miếng cuối cùng nha, chị Kem Bơ sẽ dán vào. Ô, còn một miếng nữa chứ. Rồi, ta-da! Vậy là chúng ta đã xong rồi nè các em. Đó, nó giống như là squishy khí vậy đó. Nó mềm mềm, rất là thích luôn. Và rất là dễ thương nữa. Chị Kemba, cảm ơn các em rất là nhiều đã dành thời gian để cùng chị Kemba làm squishy giấy này nha. Nếu mà các em muốn chị Kemba làm thêm những squishy giấy nào nữa thì các em đừng quên để lại bình luận ở dưới cho chị Kemba biết. Và những em nào mà muốn tham gia mini game thì các em đừng quên tham gia mini game. Và bây giờ chị Kemba sẽ hướng dẫn cho các em cách đăng ký tài khoản GearBest, cũng như những em nào mà không biết cách tham gia mini game nha. Ok, chị Kemba tạm biệt. Những em nào mà đã biết cách tham gia rồi, bye bye. Ok các em, đây là màn hình mà các em đang xem nè. Bây giờ thì các em hãy kéo xuống nha. Chúng ta sẽ kéo xuống phần bình luận. Đó, các em thấy nó ghi là nhận xét. Đó thì các em thấy cái bình luận đầu tiên của chị Kemba luôn. Thì các em sẽ bấm vào chữ đọc thêm. Khi mà các em bấm vào chữ đọc thêm thì 20 đường link nó sẽ hiện ra. Đó, các em thấy chị Kemba có ghi từ số 1 tới số 20 cho các em dễ nhớ. Và cái số cuối cùng thì nó để chữ đăng ký nếu mà như em nào muốn đăng ký. Còn đường link này thì là đường link của Kemba Shop YouTube. Và đường link này thì là đường link của Kemba Shop ở trên Facebook. Ok, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu tham gia bằng cách nhấp link nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhấp đường link số 1. Thì các em cứ bấm vào cái đường link số 1 thôi. Khi mà các em bấm vào thì nó sẽ hiện lên trang web của GearBest, xong rồi các em sẽ trở lại video của chị Kemba nha. Nếu mà các em có cái nút nó ghi chữ xong thì các em bấm nút đó và trở lại video của chị Kemba. Còn nếu mà không có thì các em bấm cái nút nào đó ở trên điện thoại các em mà trở lại video của chị Kemba nha. Sau đó các em sẽ bấm đường link số 2, xong rồi các em sẽ trở lại và bấm đường link số 3. Rồi các em sẽ trở lại và các em cứ làm tiếp tục như vậy cho tới đường link số 20 nha các em. Và đây là đường link cuối cùng. Bây giờ chị Kemba sẽ trở lại. Còn nếu mà những em nào mà muốn đăng ký thì các em hãy kéo xuống và các em bấm vào đường link mà chị Kemba ghi là đăng ký đó. Rồi chị Kemba sẽ bấm vào nha. Rồi bây giờ thì chị Kemba sẽ chỉ cho các em cách đăng ký tài khoản GearBest đối với những em nào mà muốn đăng ký, còn không muốn đăng ký thì thôi nha các em chỉ cần nhấp link thôi. Sau khi mà bấm vào đó, ở trên điện thoại hay là ở trên máy tính gì thì các em cũng sẽ bấm vào cái hình người này các em. Đó, cái hình người này có cái đầu và cái mình nè. Đó, các em bấm vào. Sau khi bấm vào thì nếu mà các em sử dụng máy vi tính thì nó sẽ lên như thế này. Em sử dụng điện thoại thì nó lên như thế này. Các em ơi, nếu mà các em sử dụng điện thoại thì các em hãy bấm vào cái ô chữ mà nó có ghi I don't have an account ngay cái mũi tên mà chị Kemba chỉ vào đó. Cái ô mà màu trắng đó nha. Các em sử dụng máy vi tính thì các em phải bấm vào cái chữ này, Register. Rồi, bây giờ nó hiện lên giống như là trong cái điện thoại luôn này các em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm địa chỉ email vào. Chị Kemba sẽ bấm địa chỉ email vào nha. Các em nhớ là chúng ta còn phải có địa chỉ email mới nếu như những em nào đã đăng ký rồi. Thì cái email đó nó không có tác dụng nữa, chúng ta phải tạo một email mới. Đây là email mà chị Kemba tạo ngày hôm qua nè. Rồi, cái tiếp theo là chúng ta sẽ phải tạo mật khẩu. Mật khẩu thì các em tạo như thế nào cũng được cả, nhưng mà nhớ là cho nó dài dài một tí với lại nó có số nha. Ví dụ như chị Kemba ghi là tôi ghi gì nhỉ? Tôi thích uống trà sữa. Rồi,
Cái hàng tiếp theo là các em sẽ ghi lại cái mật khẩu mà chúng ta vừa mới ghi. Đó, tôi thích uống trà sữa. Các em muốn ghi số cũng được, nhưng không muốn ghi số cũng không sao, nhưng mà nó phải dài dài một tí như các em. Nếu mà các em ghi sai á thì ví dụ như chị Kimber ghi sai nè, đó là nó sẽ hiện lên cái dòng chữ màu đỏ như thế này. Rồi chị Kimber ghi đúng thì nó sẽ không có hiện lên. Rồi tiếp theo là cái ô này nha, cái ô này các em phải nhìn ở bên đây nè, ở bên đây nó có cái chữ gì thì các em điền vào đúng cái chữ đó. Đôi khi nó cũng rất là khó thấy đó các em. Nó ghi chữ Y nè, Y, T, T. Không biết có đúng hay không. Bây giờ các em phải nhớ là chúng ta phải phải check cái ô này nha. Nếu mà cái ô này nó còn trống, nó màu trắng á, thì chúng ta bấm vào. Còn nếu mà nó không có màu trắng á, thì chúng ta cứ để yên đó. Rồi, khi mà chúng ta bấm vào có nghĩa là chúng ta đồng ý tạo tài khoản. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ bấm cái nút này nha, cái nút màu cam này nè. Chị Kemper bấm nha. Nếu mà khi mà các em bấm vào á, ví dụ như chị Kemper viết sai nè, ví dụ như chị Kemper viết sai trên cái ô này, chị Kemper viết sai tầm 7 á. Đó, nếu mà chị Kemper viết sai nha, khi mà chị Kemper bấm vào cái nút màu cam này nè, là nó không có đi. Đó, nó sẽ cho chị Kemper một cái chữ khác nè. Đến khi nào mà chị Kemper bấm đúng thì thôi. Chị Kemper bấm lại thử nha, nó ghi chữ O nè, chữ R, chữ B, chữ Y. Rồi chị Kemper bấm lại thử coi nó đúng hay không nha. Ta-da, đúng rồi nè các em. Nếu mà các em bấm đúng á, thì nó sẽ ghi lên hàng chữ Your account activated successfully, là cái tài khoản của bạn đã kích hoạt thành công. Rồi, sau khi mà chúng ta tạo tài khoản thành công thì chúng ta phải vào trong cái email của mình nha. Để vào trong email của mình thì các em sẽ bấm vào trong Google á, hay là trên đây nè, bấm chữ gmail.com. Rồi, chị Kemper sẽ vào check email của mình. Chị Kemper có rất nhiều email, chị Kemper phải vào cái email mà hồi nãy chị Kemper dùng. Đó chính là Kim Trần. Đó, chị Kemper bấm vào nha. Và mật mã email này của chị Kimber là cái gì chị Kimber quên rồi. Hôm qua chị Kimber làm. Tôi thích ăn kem. Rồi các em ơi, sau khi mà chị Kimber vào trong địa chỉ email của mình thì đây là hộp thư chính nha. Hộp thư chính của chị Kimber thì không có gì cả. Chúng ta phải check hộp thư quảng cáo. Đó, chị Kimber bấm vào nè, chữ quảng cáo nè. Thì khi mà bấm vào trong hộp thư quảng cáo thì chúng ta phải tìm cái email của Gearbest, thì nó nằm ở chỗ này nè các em. Đó, nó ghi Gearbest, các em sẽ bấm vào nha. Sau khi mà bấm vào thì nó sẽ hiện lên cái này. Bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống nha. Chúng ta sẽ kéo xuống cho tới đường link này nè. Đó, cái đường link rất là dài màu xanh, ngay cái chữ nó ghi Let's Go này các em. Đó, chúng ta sẽ bấm vào cái đường link này. Sau khi mà bấm vào cái đường link này thì nó sẽ ghi là tài khoản của bạn đã được kích hoạt thành công. Vậy là chúng ta đã xong rồi đó các em. Và bây giờ chị Kimber sẽ quay lại cái video của mình nha. Rồi, vậy là chúng ta đã tham gia rồi. Và bây giờ sau khi mà quay lại thì các em nhớ cho chị Kimber một like thật to. Chị Kimber tự like luôn. Xong rồi các em sẽ xuống cái phần bình luận và các em sẽ bình luận, các em muốn bình luận gì cũng được cả, không có cần bình luận email nha. Các em chỉ cần bình luận để chị Kimber biết, biết tên các em thôi, cho nên các em muốn ghi cái gì cũng được hết. Ta đã tham gia mini game rồi, rất là đơn giản phải không nè. Và những em nào mà không có email thì bây giờ chị Camber sẽ hướng dẫn cho các em cách tạo tài khoản email nha. Các em muốn tạo tài khoản email thì các em hãy vào trong Google và các em bấm chữ tạo tài khoản Google thì nó sẽ lên cái trang này, và các em bấm vào cái đường link đầu tiên thì nó sẽ hiện ra cái trang mà các em sẽ có thể tạo tài khoản nha. Các em ơi, chị Kimber có để sẵn cái trang đó ở dưới cái phần mô tả. Những em nào dùng điện thoại thì các em hãy bấm vào cái tiêu đề
Cái video của chị Kemper và phần mô tả sẽ hiện ra những cái đường màu xanh là những đường link đó các em. Còn những bạn mà dùng máy tính thì nó sẽ có chữ show more hay là chữ xem thêm ở ngay dưới cái hình của chị Kemper này. Các em bấm vào đó thì phần mô tả sẽ hiện ra nha. Các em xuống dưới cái phần này nó có ghi là show more. Của chị Kimber thì ghi là show more, còn của các em bên tiếng Việt chắc là nó ghi là xem thêm. Thì chị Kimber sẽ bấm vào nha. Đó thì các em thấy cái chỗ mà nó ghi tạo email thì các em bấm vào cái đường link đó nha. Rồi chị Kimber bấm vào. Sau khi mà bấm vào đường link đó thì nó sẽ hiện lên cái này. Cái trang này nó ghi là tạo tài khoản Gmail của bạn. Thì nó sẽ bắt chúng ta điền họ tên tuổi này nọ. Thì ví dụ như là thì bây giờ chúng ta sẽ ghi họ tên của mình vào nha. Đây, họ Trần. Tên ví dụ như tên tên gì ha? Tên Kim đi. Trần Kim. Chọn tên người dùng của bạn. Đó thì cái này sẽ là cái địa chỉ email của mình nha. Các em nhớ là chọn cái nào cho các em nhớ cho rõ hay là các em ghi xuống miếng giấy đó. Rồi, ví dụ như bây giờ chị Kimber muốn sử dụng tên của mình ha. Trần Kim. Khỏi bỏ dấu nha các em, bỏ dấu vào mệt lắm. Đó, Trần Kim. Thì khi mà chị Kimber ghi Trần Kim vào á, thì nó đã ghi nè. Tên người dùng đã được sử dụng. Hãy thử tên khác. Thì trên đời này có rất là nhiều tên các em, tên trùng nhau rất là nhiều, cho nên biện pháp tốt nhất là các em nên ghi tên của mình, xong rồi ghi số số nào đó cũng được, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hay là các em ghi ngày sinh nhật của mình cũng được. Ví dụ như chị Kimber sinh tháng 4 thì chị Kimber ghi 04, ngày 15 thì chị Kimber ghi 1 năm. Rồi để xem đó, được rồi nè các em, cái dòng chữ đó nó không có hiện lên. Thì đây là email của chị Kimber nha, Trần Kim 0415 at gmail.com. Các em nhớ là ghi xuống nha, không thôi lát nữa quên là các em phải tạo lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo mật khẩu nè. Đó, và mật khẩu thì nó ghi nè, sử dụng ít nhất 8 ký tự, không sử dụng mật khẩu từ trang web khác. 8 ký tự nha các em. 8 ký tự thì các em viết ra giấy đó rồi các em đếm coi nó có đủ 8 chữ hay không. Ví dụ như là chị Kemper muốn tạo mật khẩu là tôi thích ăn kem. Bây giờ chị Kemper ghi là tôi thích ăn kem. Đó, chị Kimber, tôi thích ăn kem là nó nhiều hơn 8 chữ rồi đó các em. Đó, nhiều hơn 8 chữ cho nên nó sẽ chấp nhận. Còn nếu mà các em ghi ít quá nè. Ví dụ như chị Kimber ghi ăn kem. Đó, chị Kimber ghi ăn kem nó ghi là độ mạnh của mật khẩu là quá ngắn là không có được nha các em. Cho nên chúng ta viết cái gì mà dài dài một tí. Tôi thích ăn kem thì nó dài hơn đó, mật khẩu chúng ta rất là mạnh luôn nè các em, nó ghi mạnh nè. Rồi xuống cái dòng này nó sẽ ghi là xác nhận mật khẩu của bạn. Đó, xác nhận thì chúng ta sẽ xác nhận nha. Thì chúng ta phải ghi giống y hệt như là trên đây. Đó, tôi muốn ăn kem, nếu mà các em ghi sai á. Đó, nếu mà các em ghi sai thì nó ghi nè. Các mật khẩu này không hợp, thử lại. Đó, cho nên các em phải bấm vào cho đúng cái hồi nãy nha. Tôi thích ăn kem. Đó, chứ mà các em bấm tôi thích ăn chuối hay là tôi thích ăn xương sa thì nó sẽ sai nha. Phải là giống như là trên này thì mới được. Đó, rồi xuống đây là chúng ta sẽ ghi ngày sinh, tháng đẻ và năm. Rồi, các em nói chung là các em ghi ngày mấy cũng được hết, miễn là năm nó thấp thấp một tí, tại vì nếu mà năm ví dụ như các em ghi năm 2017 thì nó nói là ô các em mới sinh ra, tại sao các em lại có thể tạo tài khoản được. Cho nên chị Kemper sẽ ghi là
chị Kemper sẽ ghi ngày sinh của mình đi, nhưng mà chị Kemper sẽ ghi năm khác nha. Đó, chị Kemper sinh ngày 15 tháng 4. Và năm chị Kemper sẽ ghi cái năm cao cao một tí. Đó, chị Kemper sẽ ghi 1990. Đây là năm sinh thiệt của chị Kemper luôn nha các em. Đó, chị Kemper đã 27 tuổi rồi. Hu hu hu. Đó, thì các em, nếu mà các em ghi năm 2017 nè. Đó là nó ghi rất tiếc, có vẻ như ngày này không hợp lệ. Đó, thấy chưa các em? Nên chúng ta phải ghi là 1990 đi. Rồi, ở dưới đây nó ghi giới tính nha. Các em là cái gì thì các em ghi cái đó. Hay là các em không muốn nói thì các em bấm vào không muốn nói. Chị Kemper là cái gì đây? Kemper là nữ. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ ghi số điện thoại của mình. Đây, cái này là chị Kemper đang ở bên Mỹ cho nên nó hiện lên lá cờ Mỹ. Nhưng mà các em bấm, nếu mà các em ở bên Việt Nam á, thì nó sẽ hiện lên lá cờ Việt Nam. Đó, và chị Kemper sẽ bấm vào số điện thoại của mình. Cái này, phần này chị Kemper che lại nha, tại vì chị Kemper không muốn có người xấu biết số điện thoại của chị Kemper. Hay là chị Kemper không muốn bị làm phiền. Rồi, cái chỗ này nó ghi là địa chỉ email hiện tại của bạn. Thì mình đâu có địa chỉ email đâu, cái này là địa chỉ email đầu tiên của mình mà, đúng không? Nếu mà các em có địa chỉ email á, thì các em ghi địa chỉ email của mình vào trong đây. Lỡ khi trường hợp mà các em quên mật khẩu thì nó sẽ gửi mật khẩu tới cho địa chỉ email này. Còn nếu mà các em đây là lần đầu tiên làm địa chỉ email thì các em không cần ghi gì hết nha. Xong rồi, cái hàng cuối cùng là vị trí. Chị Kemper đang ở Mỹ cho nên nó ghi là Hoa Kỳ, United States. Rồi xong, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái nút màu xanh này. Nó ghi bước tiếp theo. Để xem nó ghi gì nha. Bảo mật và điều khoản bằng việc lựa chọn tôi đồng ý, bla bla bla. Ok. Đó, thì chúng ta phải kéo xuống hết luôn. Đó, thì chúng ta bấm là tôi đồng ý, là chúng ta đồng ý tạo email. Đó, chị Kemper bấm tôi đồng ý nè. Rồi, xong rồi. Nó ghi này các em. Welcome là chào mừng. Địa chỉ email mới của bạn là trầnkim0415@gmail.com. Cảm ơn đã tạo tài khoản Google. Bạn có thể sử dụng tài khoản này để đăng ký cho kênh YouTube, ví dụ như là kênh chị Kemper. Tại vì có nhiều em muốn đăng ký nhưng mà các em không có tài khoản, thì khi mà các em tạo tài khoản Google là các em có thể đăng ký rồi. Đó. Rồi, tiếp theo là chúng ta bấm tiếp theo. Rồi. Đây. Vậy là xong rồi đó các em. Khi mà các em muốn vào check email của mình á, thì các em có thể bấm vào cái hộp thư này nè. Đó, bấm vào hộp thư thì nó sẽ đưa chúng ta vào hộp thư nha. Đó, đang tải nè. Đây, lúc mà các em vào hộp thư lần đầu tiên á, thì nó sẽ hướng dẫn cho các em này kia kia nọ. Nếu mà các em muốn biết á, thì các em cứ xem. Đó, nó đang hướng dẫn nè các em. Đó, sau khi các em xem thì bấm tiếp theo, sẽ theo xem tiếp. Còn nếu mà các em không muốn xem á, thì các em bấm cái nút chữ X này để thoát ra. Đây, đây là hộp thư của mình nha các em. Đây là hộp thư chính nè. Các em thấy nó ghi hộp thư chính không? Hộp thư chính chúng ta có một cái email. Yay! Hộp thư chính nó ghi là, đây là email của Google vừa mới gửi cho chúng ta. Nói là chúng ta... chúng tôi rất vui, bla 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 bla. Rồi, khi mà các em muốn bấm ra thì các em bấm cái nút trở lại nè. Đó là chúng ta sẽ trở lại cái trang này. Thì chúng ta có hộp thư chính nè, hộp thư xã hội nè. Hộp thư xã hội là nếu mà các em có bình luận ở trên YouTube hay là Facebook, nó sẽ vào trong đây. Còn hộp thư chính là những cái gì quan trọng nha. Còn hộp thư quảng cáo thì có khi là GearBest nè, hay là những công ty đồ chơi hay gì đó, thì nó sẽ vào cái hộp thư quảng cáo. Cho nên nếu mà các em tìm hộp thư chính không có thì các em hãy vào trong hộp thư quảng cáo nha. Ok, vậy thôi các em. Để chị Kemper hướng dẫn các em viết email luôn nha. Đó, nếu mà các em muốn viết email gửi cho ai á, thì các em bấm nút soạn nè. Đó, chị Kemper bấm nút soạn thì nó sẽ lên cái này.
Khi mà lên cái này thì mình sẽ ghi tới là mình muốn gửi tới ai. Ví dụ như chị Kimber muốn gửi tới chị Kimber. Safira@gmail.com. Đó, chủ đề là chủ đề gì? Hello. Rồi, các em muốn ghi cái gì thì ghi. Ví dụ như là chị Kimber ghi gì đây? Chị Kimber sẽ ghi là: chào các bạn. Đó nói chung là các em muốn ghi cái gì thì ghi. Các em muốn bỏ hình vào thì các em bấm vào cái nút dưới đây nè là nó sẽ cho hình vào. Đó, chị Kimber cho hình vào. Đó, khi mà người ta muốn xem hình thì người ta sẽ bấm vào trong cái đường màu xanh này. Những cái đường màu xanh đó các em là những cái mà chúng ta có thể bấm vào được nha. Ví dụ như là ở trên YouTube hay là ở trên Facebook, những cái mà màu xanh như thế này nè là chúng ta có thể bấm vào được. Rồi sau khi xong thì các em sẽ bấm nút gửi. Đó, chị Kimber bấm nút gửi là chị Kimber đã gửi đi rồi, thư của bạn đã được gửi đi. Đó, rất là đơn giản luôn các em. Quá đơn giản luôn ha. Rồi xong rồi, chị Kimber nghĩ ở trên điện thoại thì nó cũng giống như vậy thôi. Nhưng mà để chị Kimber kiểm tra coi nó có gì khác không nha. Nếu mà nó khác thì chị Kimber sẽ hướng dẫn cho các em. Còn nếu mà nó giống thì cũng như vậy thôi. Ok em ơi, quên nữa, khi mà ví dụ như các em thoát ra đi ha. Rồi các em muốn vào lại á, thì các em sẽ bấm vào gmail.com. Đó, và bấm nút enter. Thì nó sẽ lên cái email của mình. Đó, nếu mà các em muốn thoát ra thì các em bấm chữ đăng xuất nè. Đó, các em thấy cái hình này không? Đó, bấm vào thì nó có chữ đăng xuất. Đó, chị Kimber có quá trời email luôn. Ồ, cái này là email của một bạn kia. Rồi, chị Kim. Đó, ví dụ như chị Kimber đã đăng xuất rồi mà chị Kimber muốn đăng nhập vào lại thì chị Kimber sẽ bấm vào và nó sẽ ghi lên ở trên cái hàng ở trên đây á, là địa chỉ email của các em nha. Các em sẽ viết địa chỉ email của mình. Nếu mà nó có sẵn rồi thì khỏi cần viết. Còn xuống đây là mật khẩu nè. Hồi nãy mình ghi mật khẩu là gì quên rồi ta. Tôi thích ăn kem. Rồi, xong bấm chữ next là tiếp theo. Vậy là đã vào được rồi đó các em. Còn ở trên điện thoại á, thì chúng ta sẽ có một cái hộp thư riêng để chị Kemper xem là ở trên điện thoại nó sẽ hiện lên như thế nào nha. Đây các em ơi, nếu mà các em sử dụng điện thoại thì thường là nó sẽ có sẵn ứng dụng email, các em chỉ bấm vào trong đó và điền email với lại mật khẩu. Còn nếu mà các em không có ứng dụng đó thì các em có thể vào Google và bấm vào chữ gmail.com. Đó, thì nó sẽ lên cái trang web này. Thì các em sẽ bấm vào cái chữ thêm thêm gì nhỉ? Thêm tài khoản để đăng nhập cái tài khoản hồi nãy chúng ta làm vào đó. Vậy là xong rồi đó các em. Nếu mà các em có thắc mắc gì thì các em hỏi chị Kimber, nếu mà chị Kimber có thể trả lời thì chị Kimber trả lời, nếu không thì các em có thể hỏi bạn bè hay là anh chị.